Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với D-Review. Và Pocophone F1 là một cái cơn địa chấn trong năm ngoái nhờ sở hữu hiệu năng Snapdragon 845 của nhiều chiếc máy flagship Android khác, nhưng lại có một mức giá chỉ hơn 7 triệu đồng và cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta lại đang xuất hiện một chiếc máy có mức giá vô cùng hạt rẻ mà vẫn sở hữu một cấu hình vô cùng cao cấp, đó chính là Snapdragon 845. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái phần thiết kế camera xịn sò ngon nghẻ hơn rất là nhiều so với cặp Pocophone F1. Cụ thể nó là chiếc máy nào thì chúng ta sẽ theo dõi video ngay sau đây của D-Review nhé. Vâng, và chiếc máy mà mình đang muốn nhắc tới đó chính là chiếc Xiaomi Mi 8 bản 6GB RAM 64GB bộ nhớ trong đang có mức giá là 7.890.000 được bán tại Di Động Thông Minh. Nếu như mà để so sánh về mức giá thì Mi 8 chỉ hơn Pocophone F1 đúng 500.000 đồng. Pocophone F1 là một chiếc máy chính hãng đang có mức giá là 7.390.000 được bán tại Di Động Thông Minh, nên khi so sánh với giá bán của Mi 8 nhập khẩu thì sẽ có chênh lệch rất là ít, chỉ 500.000 đồng mà thôi. Tiếp đến thì trong cái khoảng chênh lệch này, Mi 8 sẽ hơn Pocophone F1 ở những điểm gì? Đầu tiên thì ở phần thiết kế thì Mi 8 sẽ có mặt lưng kính Gorilla Glass 5 cùng với cả khung thép 7000 series. Còn trên Pocophone F1 thì hoàn toàn mặt lưng cộng với cả phần khung máy được gia công bằng chất liệu nhựa, đem đến một cái cảm giác không được sang trọng cho lắm khi mà chúng ta sử dụng. Tiếp đến là camera thì Mi 8 sẽ có camera kép với số chấm cả hai ống kính là 12 megapixel với khẩu độ là f1.8, giúp máy chụp thiếu sáng rất là tốt, tích hợp chống rung quang học, lấy nét pha kép cùng với cả zoom quang 2x. Đây chính là điểm làm cho chiếc máy này có mức giá cao hơn rất nhiều so với cả Pocophone F1. Từ đó thì chất lượng ảnh chụp cũng như là quay video chắc chắn sẽ cho các bạn trải nghiệm sử dụng camera ở trên Mi 8 chất lượng hơn rất là nhiều. Về phần màn hình thì Mi 8 sẽ có cùng độ phân giải với Pocophone F1, đó chính là độ phân giải Full HD Plus, nhưng Mi 8 lại được trang bị tấm nền AMOLED cùng với cả giải màu DCI P3 sẽ làm cho những video mà các bạn xem hiển thị sống động cũng như là màu sắc tươi tắn hơn rất nhiều. Ngay cả đến khi chơi game thì màu sắc cũng hiển thị đẹp, chân thực, tươi tắn và đi kèm với hiệu năng Snapdragon 845. Chắc chắn Mi 8 sẽ chiều lòng được các gamer mobile về cả hiệu năng lẫn chất lượng hiển thị. Cuối cùng thì về hiệu năng, 6GB RAM cộng với cả Snapdragon 845 thì Mi 8 cũng như là Pocophone F1 chẳng ngán một cái tựa game yêu cầu cấu hình cao nào trên kho ứng dụng. Đơn giản đây là một hiệu năng mạnh mẽ nhất mà Qualcomm sản xuất ra trong năm 2018, nên các bạn khi lựa chọn hai sản phẩm này hoàn toàn có thể an tâm về hiệu năng, tốc độ xử lý cũng như các thao tác đa nhiệm ổn định nhất. Nhìn lại về Pocophone F1 thì máy cũng có khá nhiều ưu điểm như là pin 4000 mAh, tản nhiệt chất lỏng hay là có jack tai nghe 3.5 để chúng ta có thể nghe nhạc thuận lợi hơn. Tuy nhiên thì Mi 8 cũng được trang bị viên pin có dung lượng khá lên đến 3400 mAh, tích hợp quick charge và adapter chuyển đổi jack tai nghe, nên tóm lại trong khoảng chênh lệch là 500.000 thì mình vẫn nghiêng về chiếc Mi 8 bởi vì nó thực sự vượt trội hơn rất là nhiều. Và tổng kết lại video này thì đây là hai smartphone Android có hiệu năng Snapdragon 845 mạnh mẽ nhất vào thời điểm năm 2018. Cùng với đó là việc chúng ta đang sở hữu mức giá rất tốt tại Di Động Thông Minh với 7.390.000 cho Pocophone F1, 7.890.000 cho Mi 8, thì theo các bạn chiếc máy nào sẽ đáng mua hơn? Và nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn Mi 8 hay là Pocophone F1? Hãy để lại comment cảm nhận của các bạn ở phần bình luận bên dưới và đừng quên để lại một like, share, subscribe để ủng hộ D-Review nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye! We'll be right back.